thêu được một cái lá cờ Tổ quốc là trước tiên là cũng phải chọn được cái vải, nó phải màu cờ đẹp, mà phải dày, mà phải những cái mảnh vải nó phải phẳng đẹp chứ không được mỏng, mỏng quá thì thêu lên cái cờ nó xấu, nó không được phẳng. Mà chọn chỉ thì cũng phải chỉ, những cái sợi chỉ này nó cũng phải sợi chỉ to mà phải bóng. Tôi là thấy là rất tự hào, cho nên là rất yêu nghề, cho nên đến bây giờ là tôi có hơn 70 rồi nhưng mà vẫn một niềm rất là yêu nghề, để làm thế nào mà sản xuất ra được nhiều cờ đáp ứng cho mọi khách hàng. Muốn phát triển được lâu dài, bền vững thì nó phải có cái thế hệ, những cái thế hệ để duy trì nối tiếp. Thì hàng năm thì xã tổ chức những cái lớp nâng cao tay nghề thêu cho các thế hệ để duy trì truyền thống cái nghề thêu này.